Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của truyền hình Bình Phước. Sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình tối nay Chủ nhật ngày 20 tháng 10. Hơn 1,2 triệu đại biểu dự hội nghị toàn quốc quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Bình Phước tăng cường phát triển đảng trong đơn vị kinh tế tư nhân. Bình Phước hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng cơ hội khai thác tối đa lợi thế để xuất khẩu. Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Chân Thành có nhiều giải pháp thiết thực thu hút phụ nữ tham gia tổ chức hội. Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại điểm cầu Tiên Hồng, Nhà Quốc hội, kết nối với 14.934 điểm cầu trên toàn quốc với hơn 1,2 triệu đại biểu tham dự. Dự tại điểm cầu, Trường Chính trị tỉnh Bình Phước có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các ban sở ngành của tỉnh. Tại hội nghị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng truyền đạt những nội dung trọng tâm, cốt lõi, điểm mới trong dự thảo báo cáo chính trị tại Đại hội 14 của Đảng và dự thảo báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính truyền đạt những nội dung trọng tâm, cốt lõi, điểm mới trong dự thảo báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2026-2030 và về tình hình kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2024, kế hoạch năm 2025, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2025-2027. Về chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam, về chủ trương thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương. Cũng tại hội nghị, trưởng ban tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng truyền đạt những nội dung trọng tâm, cốt lõi, điểm mới trong dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng đảng và thi hành điều lệ đảng nhiệm kỳ đại hội 13, một số nội dung cơ bản về sửa đổi quy chế bầu cử trong đảng, về tổng kết công tác nhân sự đại hội 13 và xây dựng phương hướng công tác nhân sự đại hội 14 của đảng. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị sau hội nghị quán triệt, cấp ủy các cấp khẩn trương xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết hội nghị Trung ương 10 với tinh thần bám sát thực tiễn, sáng tạo, đảm bảo tính khả thi, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá tiến độ thực hiện kế hoạch, chương trình hành động đã đề ra, nghiêm túc, sát sao trong tổ chức triển khai thực hiện, đúng như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta đã từng căn dặn. Nếu toàn đảng đoàn kết nhất trí, toàn dân đoàn kết nhất trí dưới sự lãnh đạo của đảng, phấn đấu để thi hành nghị quyết, thì chúng ta nhất định vượt qua những khó khăn trước mắt, thu được những thắng lợi mới. Thưa quý vị, xác định phát triển đảng trong đơn vị kinh tế tư nhân là một chủ trương lớn của đảng và nhà nước. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo cấp ủy các cấp, tăng cường công tác phát triển đảng viên nói chung, công tác phát triển đảng trong đơn vị kinh tế tư nhân nói riêng và đạt được nhiều kết quả tích cực. Hiện nay, toàn tỉnh có 19 đảng bộ trực thuộc, 752 tổ chức cơ sở đảng, 2.355 chi bộ trực thuộc với trên 40.000 đảng viên. 8 tháng đầu năm 2024, các tổ chức cơ sở đảng kết nạp được 893 đảng viên, đạt gần 78% so với chỉ tiêu Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao. Đối với công tác phát triển đảng viên, thành lập tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân, được các cấp ủy tổ chức đảng đặc biệt quan tâm. Đến nay, toàn tỉnh có 55 tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp với 482 đảng viên. Theo đánh giá, chất lượng đội ngũ đảng viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân ngày càng được nâng lên, nhất là trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, qua đó góp phần tích cực vào sự ổn định và phát triển của doanh nghiệp, từng bước đưa chủ trương, nghị quyết của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân vào cuộc sống. Thưa quý vị, sau 3 năm thực hiện nghị quyết số 26 ngày 7 tháng 12 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua đề án tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030, Bình Phước đã ghi nhận những kết quả khả quan công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức về bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em được thực hiện với nhiều hình thức đa dạng.
Toàn tỉnh tổ chức 11 điểm tuyên truyền về phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em tại 7 huyện, thị xã, thành phố, thu hút khoảng 5.000 trẻ em tham gia. Môi trường xã hội an toàn, lành mạnh tạo điều kiện ngày càng tốt hơn để trẻ em được phát triển cả về thể chất, tinh thần, đạo đức và mối quan hệ xã hội. Các đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt luôn được quan tâm, hỗ trợ. Mạng lưới, trường lớp, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học được đầu tư nâng cấp, đảm bảo cho việc giáo dục trẻ em. Công tác chăm lo đời sống, văn hóa tinh thần, xây dựng môi trường, điều kiện vui chơi, giải trí, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao cho trẻ em có chuyển biến tích cực. Trên địa bàn tỉnh hiện có 1 trung tâm văn hóa tỉnh, 1 nhà thiếu nhi cấp tỉnh, 11 trên 11 trung tâm văn hóa và thể thao cấp huyện và nhiều các loại sân tập luyện thi đấu thể thao khác cũng như các địa điểm vui chơi, giải trí cho thanh thiếu niên và trẻ em. Bình Phước có hơn 1.400 công ty doanh nghiệp cơ sở quy mô nhỏ và vừa chế biến nhân điều. Với tâm thế chủ động trong hội nhập, tỉnh đã tăng cường triển khai tuyên truyền, hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do, thực hiện các nội dung cam kết cũng như khai thác tối đa lợi thế để xuất khẩu mặt hàng này. Trong 9 tháng năm 2024, sản lượng xuất khẩu hạt điều của tỉnh đạt 219.000 tấn, chiếm 60% so với tổng sản lượng xuất khẩu hạt điều của cả nước. Các thị trường xuất khẩu hạt điều của tỉnh Bình Phước cụ thể, thị trường các nước thực hiện Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, sản lượng 9 tháng năm 2024 đạt 10,7.000 tấn. Thị trường các nước thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam, EU đạt 46,3.000 tấn. Thị trường các nước thực hiện Hiệp định Hợp tác Toàn diện ASEAN, Trung Quốc đạt 60.000 tấn. Đối với thị trường Hoa Kỳ, sản lượng xuất khẩu đạt 68.000 tấn, kim ngạch ước đạt 360 triệu đô la. Theo các đơn vị sản xuất, việc xuất khẩu khá ổn định, qua đó thương hiệu nông sản cũng được nhiều khách hàng biết đến, đồng thời giúp doanh nghiệp chủ động được kế hoạch sản xuất kinh doanh, góp phần cho nông sản địa phương định vị trên thị trường. Với nhiều loại hình dịch vụ ăn uống, thực phẩm qua chế biến tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm, thời gian qua, công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm luôn được các ngành chức năng của thị xã Bình Long quan tâm, chú trọng với mục tiêu giảm thiểu những vụ việc liên quan đến mất an toàn vệ sinh thực phẩm. Thị xã Bình Long hiện có trên 300 cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm. Với sự vào cuộc tuyên truyền, triển khai, kiểm tra, giám sát định kỳ và đột xuất từ các ngành chức năng, hầu hết các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm ở Bình Long đã nhận thức, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành. 9 tháng đầu năm trên địa bàn thị xã Bình Long đã không xảy ra tình trạng ngộ độc thực phẩm tập thể. Bên cạnh ý thức trách nhiệm của cơ sở, công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm tiếp tục được tăng cường sẽ góp phần quan trọng giúp giảm thiểu những sự cố, vụ việc có liên quan do mất an toàn vệ sinh thực phẩm. Thưa quý vị, là thị xã công nghiệp trọng điểm của tỉnh Bình Phước, thời gian qua, Chân Thạnh thu hút một lượng lớn nữ lao động từ nhiều nơi khác đến sinh sống và làm việc. Đó là nguồn phong phú cho công tác phát triển hội viên phụ nữ, đồng thời cũng là thách thức lớn đối với tổ chức hội phụ nữ, do đa phần chị em chưa ổn định cuộc sống, nơi ở mới và cũng không mặn mà với tổ chức hội. Tuy nhiên, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Chân Thành đã có nhiều giải pháp thiết thực bám sát nhu cầu lợi ích của chị em. Như vậy, tỷ lệ phụ nữ trên 18 tuổi tham gia tổ chức hội ngày càng tăng. Năm 2022, chi hội phụ nữ nhà trọ khu phố 4 phường Minh Thành do bà Nguyễn Thị Lộc, chủ nhà trọ, làm chi hội trưởng đã được thành lập. Hội viên đa số đều là nữ công nhân trẻ, ít có thời gian tham gia sinh hoạt trực tiếp với tổ chức hội. Vì thế bà Lộc đã linh hoạt trong việc tổ chức sinh hoạt nhằm đem lại lợi ích tốt nhất cho chị em công nhân. Trong quá trình tham gia được các cô, các chị hỗ trợ, em đi tuần ngày, tuần đêm, nhưng mà rất vui khi được các anh chị giúp, các chị giúp đỡ. Chị em mà chưa có đình á thì mình sẽ tìm ra, ví dụ như bạn bè như thế nào này kia, không phải giữ vệ sinh, chăm sóc sức khỏe phụ nữ. Chi hội phụ nữ lớp mầm non Độc Lập Hoa Mai, phường Minh Thành cũng là chi hội đặc thù với 9 hội viên. Dù nhân số ít, nhưng các cán bộ giáo viên đều rất nhiệt tình tham gia, hưởng ứng các phong trào do hội phụ nữ phát động, nhất là các phong trào gắn liền với môi trường làm việc như tuần lễ áo dài, phụ nữ tham gia chuyển đổi số. Thành lập ở hội phụ nữ ở như trường mầm non đó thì cái điều kiện là ví dụ như là các cô giáo thì sẽ gặp nhau hàng ngày,
hợp nhau từng giờ, từng ngày, từng giờ, từ thứ hai tới thứ bảy thì mình sẽ có nhiều vấn đề, mình sẽ trao đổi trực tiếp và mình bàn luận trực tiếp thì nó dễ hơn. Do phát triển theo hướng công nghiệp đô thị nên công tác hội phụ nữ ở Minh Thành gặp khó khăn lớn trong việc tập hợp và phát triển hội viên. Để khắc phục điều này, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường đã thành lập những mô hình đặc thù để tổ chức sinh hoạt theo nhóm, theo đối tượng. Tuy là số lượng hội viên trong một chi hội đặc thù nó không nhiều, nhưng mà cái tính chất sinh hoạt của chi hội nó rất là phong phú hơn. Dù là thời gian không có thì trên nhóm, trên Zalo, các cô giáo hay là những em công nhân, người ta cũng có thể là tham gia sinh hoạt nhóm như vậy. Và mình truyền đạt các cái nội dung nó cũng gần nhanh hơn so với chúng ta tập hợp về với chi hội nông thôn. Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã đã có nhiều giải pháp nhằm thu hút nữ công nhân lao động tham gia tổ chức hội, như đẩy mạnh công tác tuyên truyền với phương châm ở đâu có phụ nữ, ở đó hoạt động hội, thành lập các mô hình câu lạc bộ đặc thù, chú trọng phát triển hội viên trong các doanh nghiệp tư nhân. Chúng tôi ở các tổ chức hội đặc thù ấy thì thường nằm trong các doanh nghiệp. Cho nên là cũng từ cái mô hình lan tỏa yêu thương ấy, thì chúng tôi rất là may mắn là được các cái doanh nghiệp trên địa bàn hỗ trợ. Thì chúng tôi đặt vấn đề để phát triển những cái tổ chức hội trong các doanh nghiệp thì rất là may mắn là được các doanh nghiệp là ủng hộ nhiệt tình. Việc thu hút ngày càng nhiều chị em vào tổ chức hội ở Chân Thành không chỉ khẳng định vị trí, vai trò, uy thế của tổ chức hội phụ nữ ngày càng phát triển, mà còn góp phần hoàn thành chỉ tiêu đến cuối nhiệm kỳ phấn đấu 100% cơ sở hội tập hợp được trên 60% phụ nữ có mặt tại địa bàn mà Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 13 đã đề ra. Và nhân dịp 20 tháng 10, một ngày vô cùng ý nghĩa với chị em phụ nữ, thay mặt những người thực hiện chương trình, xin chúc quý các bà, các mẹ và toàn thể chị em phụ nữ luôn mạnh khỏe, luôn rạng rỡ và luôn thành công, hạnh phúc trong công việc và cuộc sống. Thưa quý vị, chuyến hành trình thiện nguyện san sẻ yêu thương hơn 20 năm của Đài Phát thanh Truyền hình Bình Dương đến hơn 1.000 phận đời kém may mắn trên địa bàn tỉnh Bình Dương với tổng số tiền gần 20 tỷ đồng là tâm huyết của tập thể Đài Phát thanh Truyền hình Bình Dương. Sự chung tay của cộng đồng xã hội, sự nhiệt tình của đội ngũ phóng viên qua nhiều thế hệ, trong đó có nhà báo trẻ Nguyễn Thị Yến Duyên, người đã gắn bó với chương trình kể từ năm 2019 đến nay. Chính thức vào nghề báo từ năm 2012, gắn bó với chương trình San sẻ yêu thương kể từ năm 2019. Nhà báo Nguyễn Thị Yến Duyên, phóng viên phòng giải trí Đài Phát thanh Truyền hình Bình Dương, xem đây là cơ duyên để sẻ chia và lan tỏa hạnh phúc đến với những mảnh đời kém may mắn trong xã hội. Lời dạy của Bác, nhiệm vụ của báo chí là phục vụ nhân dân, chính là động lực để chị tích cực kêu gọi nguồn vận động, tài trợ hơn 4 tỷ đồng cho 260 chương trình. Cái việc mà tin tưởng rồi luôn nhiệt tình ủng hộ của những cái tấm lòng hảo tâm khắp nơi trên địa bàn tỉnh Bình Dương cũng là một cái động lực để tôi và những người thực hiện chương trình tiếp tục cái công việc của mình, giúp đỡ rồi là cầu nối để giúp đỡ những cái hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Qua mỗi chương trình san sẻ yêu thương, những hoàn cảnh ngặt nghèo sau cơn thập tử nhất sinh lại được hồi sinh. Nhiều em học sinh được trở lại trường, những người bệnh hiểm nghèo có thêm kinh phí để điều trị. Đó chính là động lực để nhà báo Nguyễn Thị Yến Duyên không quản ngại khó khăn, tích cực vận động nguồn tài trợ để chương trình đều đặn lên sóng mỗi tuần. Mỗi tuần mang đến niềm vui cho một mảnh đời kém may mắn. Đối với những cái hoàn cảnh khó khăn là khi mà phát hiện được giới thiệu thì phóng viên đã rất là tích cực, trực tiếp xuống ngay cái đơn vị và có cái kịp thời để tổ chức vận động cho các mạnh thường quân đóng góp. Và cái hiệu quả của chương trình tôi cho rằng là rất là lớn, vì cái xã hội hiện nay mặc dù là kinh tế phát triển, người giàu thì cũng có rất nhiều, nhưng mà đặc biệt cái người khó khăn lâm vào cái hoàn cảnh khốn cùng cũng phải nói là không phải là ít. Cảm ơn Đài Truyền hình đã làm cái cầu nối cho các mạnh thường quân để có điều kiện để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Thời gian đồng hành với lại Yến Duyên cũng 7 năm,
thì tôi thấy Yến Duyên là một người rất là có tâm, những hoàn cảnh rất là khó khăn. Nhưng mà các mạnh thường quân đôi khi thì cũng có khó khăn cho nên không có tham gia được hết. Yến Duyên gọi điện vận động bạn bè rồi để giúp đỡ cho những hoàn cảnh đó thì nó cũng thiết thực và nó cũng được cái phần quà nó cao hơn. Hành trình san sẻ yêu thương của Đài Phát thanh Truyền hình Bình Dương vẫn sẽ tiếp tục đi qua những vùng đất mới để sẻ chia, lan tỏa yêu thương đến với cộng đồng. Dẫu biết rằng trong chuyến hành trình nhân đạo này còn rất nhiều khó khăn, nhưng ekip thực hiện chương trình, trong đó có nhà báo trẻ Nguyễn Thị Yến Duyên, vẫn sẽ tiếp tục khóc cùng nhân vật, vui cùng nhân vật, chung tay nỗ lực, không để ai bị bỏ lại phía sau.